Ok, xin chào tất cả bạn đến với video trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này, tràn đầy sức khỏe nhá. Thì trong video này mình sẽ gọi là tặng quà cho tất cả những bạn đang xem clip, đã like, đăng ký, bật chuông và xem hết clip này không tua luôn các bạn nhá. Thì bạn thấy này, mình đang có 112.388 quân huy, nên là mình sẽ tặng cho những bạn đang xem clip này. Các bạn thích trang phục gì này, mình sẽ vào cái phần quà cáp này, mình kết bạn hoặc là mình kết bạn với các bạn vòi quà mình hoặc là mình tặng luôn cho bạn. Chỉ cần các bạn thích cái gì thôi, like, đăng ký, bật chuông, xem hết clip không tua, tặng cho các bạn được chưa nhở. Trong đây thì có một số những cái trang phục các bạn rất là thích, như là trang phục Murat thần tượng học đường này, rồi chúng ta có trang phục cũng không siêu việt này, ra siêu việt này, đó cũng không siêu việt, ra siêu việt, đó là những trang phục các bạn rất là thích luôn. Rồi là theo Anat vũ khúc yêu hồ này, đó là những bộ trang phục rất là nhiều bạn chúng ta thích luôn. Rồi trang phục xạ thần tinh vệ này, ôi các bạn thấy nó ngon không? Và ok, bạn nào thích thì cứ like, đăng ký, bật chuông và bình luận ở dưới nhá. Kèm theo trong clip này mình sẽ là hướng dẫn tất cả bạn cách có nhiều quân huy giống như là mình này, tặng quà cho tất cả bạn nhá. Rồi sau đây thì mình sẽ gọi là hướng dẫn cho tất cả bạn cách có nhiều quân huy giống như là mình luôn. Tiếp theo thì bạn nào muốn nhận quân huy miễn phí thì nhớ là vào trang học viện liên quân.com, đường link mình có để phía dưới bạn nhá. Từ đây mình cũng có nạp vào trong đây 200.000. Thì khi nào vào 200.000 thì chúng ta đã có 12.000 quân huy các bạn nhá. Chưa làm gì đã có 12.000 quân huy rút về nick rồi. Quá là ngon luôn đúng không các bạn? Thì khi các bạn nạp những cột mốc từ 100.000 trở lên thì nhận quân huy nó rất là nhiều. Nói chung là các bạn nào mà muốn biết chi tiết thì có thể vào trong đây nhá. 100.000 đã nhận được 5.000 quân huy rồi. Chưa làm gì đã có để rút về nick. Đây, trong đây có rất là nhiều phần thì xíu nữa mình sẽ rút quân huy về trực tiếp trong nick cho bạn xem nhá. Thì các bạn đăng ký tài khoản vào trong đây, có thể nhấn bấm vào tớ đi để nhận quà này. Đó. Thì xíu nữa thì mình sẽ bấm vào. Kèm theo trong đây có rất nhiều cái ngon này, vòng quay sổ sứ mệnh, hip code các thứ. Đây mình sẽ test vòng quay sổ sứ mệnh 100% nhận 10.000 quân huy cho bạn xem nhá. Ui, nhìn cực kỳ phê đúng không bạn nhá. Thì nhiều bạn cũng tò mò là có uy tín là không, thì mình cũng sẽ test thử, mình vào mình rút quân huy ở trong đây, có phải là uy tín là không bạn nhá. Là nhiều bạn chúng ta cũng thắc mắc điều này, được chưa? Trong này thì có rất là nhiều bạn đã trúng 10.000 quân huy rồi, rất là ngon. Nên là ở đây thì mình cũng vừa mới nhận cái phần quà được 1.000 quân huy đó, một miễn phí nhá, chưa mất tiền rồi đấy. Bạn nào muốn thích thì có thể vào trong đây nhá. Tiếp theo thì mình sẽ quay, mình có 200.000, mình sẽ quay luôn cho bạn xem nhá, liệu chúng ta có trúng đúng là 10.000 quân huy hay là không này. Xíu nữa thì mình sẽ rút về nick cho bạn xem luôn. Ok chưa? Đây, xem nào, nó quay có trúng 10.000. À, vậy là chúng ta trúng 10.000 quân huy đúng không bạn nhá. Đó, quá là ngon luôn. Chúc mừng bạn trúng 10.000 quân huy này. Xíu nữa thì mình sẽ rút về nick cho bạn xem nhá. Đó, ok chưa? Thế mình quay thêm một phát nữa cho bạn xem. Rất là xịn sò luôn các bạn. Thì nên là các bạn mới thấy là nick của mình có rất là nhiều quân huy luôn. Đây. Ui, lại 10.000 quân huy nữa này. Quá là ngon, quá là chất lượng luôn các bạn nhá. Thì đường link mình sẽ để phía dưới cho các bạn. Thì bạn vào đây quay. Đây, hiện tại thì mình đang có 33.000 quân huy rồi. Thì mình sẽ rút 9.999 quân huy về nick cho tất cả bạn xem luôn nhá. Đây, thì mình vừa mới có copy ID game của mình dán vào đây rồi. Mình sẽ rút 9.999 quân huy về đây này, về nick này. Ok, bạn đã rút quân huy thành công, xin chào admin duyệt. Thì sau khi rút xong thì các bạn chỉ chờ khoảng 5 đến 10 giây thôi là quân huy sẽ về nick các bạn nhá. Thì sau đây mình sẽ về nick, mình check xem chúng ta đã có quân huy là chưa này. Đây, ok, vậy là chúng ta đã có 122.387 kim cương và 87 quân huy vào trong nick rồi bạn nhớ. Các bạn thấy không? Các bạn thấy là 9.000 quân huy về nick nó rất là nhanh. Và nhiều bạn đang xem này, có thể vào trong trang đó, chúng ta nhận 9.999 quân huy rất là ngon luôn các bạn. Chỉ cần đăng nhập, đăng ký tài khoản mới cũng nhận được rồi. Kèm theo trong đó có vòng quay nhận quân huy nó ngon như thế này. Thì các bạn còn chần chừ gì mà không vào, các bạn quay đi mà nhận quân huy, thoải mái mua trang phục hoặc là mua tướng gì tùy luôn các bạn nhớ. 122.387 quân huy, đó rất là ngon luôn. Rồi, thì số lượng này thì mình sẽ dành mình tặng cho bạn thôi, chứ mình cũng không ham hố gì mấy cái này cho nó lắm. Vì khi mà các bạn có nhiều quân huy ấy, các bạn cảm giác nó chán cực kỳ đó. Các bạn chỉ muốn tặng quà cho người khác thôi. Muốn tặng quà rồi tặng quà cho người yêu rồi, hoặc là tặng cho nick của các bạn VIP lên á, mua cho nick các bạn VIP lên, được chưa? Thôi, thì chắc là clip của mình cũng kết thúc ở đây. Chào hẹn gặp lại các bạn nhé.